Cũng trong sáng nay, Quận ủy Thanh Khê hội nghị sơ kết tình hình công tác 6 tháng đầu năm, đề ra nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2021. Hội nghị nhận định trong 6 tháng qua, Quận ủy tiến hành sắp xếp bố trí công tác đối với các phó chủ tịch Hội đồng Nhân dân quận, phường và cán bộ chuyên trách Hội đồng Nhân dân quận trước khi thực hiện thí điểm mô hình chính quyền đô thị theo nghị quyết 119 của Quốc hội và điều động luân chuyển bổ nhiệm đối với 14 đồng chí, thống nhất bổ nhiệm lại 10 đồng chí, hiệp y điều động bổ nhiệm lại đối với 7 đồng chí. Trong lĩnh vực kinh tế, tình hình sản xuất kinh doanh, thương mại, dịch vụ hoạt động tích cực hơn và có sự duy trì, phục hồi tốt hơn so với cùng kỳ năm trước, đảm bảo được mức tăng trưởng trung bình. Công tác quản lý, quy hoạch, quản lý trật tự xây dựng được tập trung chỉ đạo, tăng cường phối hợp với các đơn vị liên quan để nhanh tiến độ chuẩn bị đầu tư các dự án trọng điểm. Trong 6 tháng cuối năm, quận tiếp tục chỉ đạo sâu sát, chặt chẽ và triển khai các giải pháp mạnh mẽ, quyết liệt, linh hoạt, hiệu quả trong công tác phòng chống dịch, nhanh chóng rà soát, kiểm soát, truy vết các đối tượng có liên quan nhằm khoanh vùng, dập dịch, không để bùng phát, lây lan trong cộng đồng. Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả nghị quyết Trung ương 4 khóa 12 gắn với thực hiện chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị, tăng cường lãnh đạo chỉ đạo, điều hành thực hiện các giải pháp phát triển kinh tế xã hội, tạo điều kiện hỗ trợ về môi trường kinh doanh cho các doanh nghiệp, hộ cá thể, khắc phục khó khăn, tiếp tục đầu tư, tái sản xuất, tạo việc làm cho người lao động.